Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Căn nhà màu vàng. Và ngày hôm nay Quốc Nhân và Trang Nhã sẽ cùng nhau hướng dẫn các bạn để tham quan một dự án đang rất hot trong thời gian qua. Đó là dự án Seletta Hai bởi chủ đầu tư Capital Land. Và ngày hôm nay người hướng dẫn chúng ta sẽ là nữ hoàng booking của dự án Seletta Hai, Trang Nhã. Và bây giờ chần chừ gì nữa, đi liền thôi. Ok, vậy không mất thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá không gian nhà mẫu này liền nhé. Đi nào. Bây giờ chúng ta hãy tham quan căn 3 phòng ngủ trước nha. Ok. Đây, đây là căn 3 phòng ngủ với diện tích là 114.1m2. Cho cái phần tim tường 101m2 cho cái phần diện tích sử dụng. Thật khá là rộng rãi nha. Rất là lớn, rất là lớn. Thì như chúng ta đã đi rất nhiều dự án của Capital Land trước đây rồi thì chúng ta sẽ biết là một trong những cái signature về mặt thiết kế của chủ đầu tư Capital Land đó chính là việc là tạo ra một cái khoảng không gian diện tích nhà rất là lớn. Đâm ra là những cái khoảng phòng chức năng của chúng ta sẽ có rất nhiều khoảng không gian để bày trí nè, và thậm chí là sử dụng trong thực tế. Chưa kể là căn bếp của chúng ta còn sử dụng luôn là bếp mở nữa, tạo sự kết nối của hai bên và tăng cái cảm nhận là diện tích nó càng có rộng hơn nữa. Ví dụ như hiện tại là chúng ta đang đứng ở cái khu vực phòng khách đi, đúng không? Đúng thì chúng ta sẽ cảm nhận là cái khoảng không gian nó rất rất là rộng và phần trần rất là cao nha. Đúng rồi. So với những dự án mà chúng ta từng thấy thì phần trần rất là cao. Mà khi mà trần cao như vậy mà chúng ta lại sử dụng cái hệ máy lạnh trung tâm âm trần, đúng không, thì chúng ta thấy toàn bộ cái phần trần là rất clean, rất sạch và rất là đẹp, không có bị ngán cái gì hết. Đúng rồi, nó giữ được một cái vẻ thẩm mỹ rất là hấp dẫn. À, có một điểm lưu ý nha mọi người, đây là cái phần ban công. Chúng ta đi vào lối này nhưng thật ra đây là cái phần ban công chứ không phải là cái phần cửa vào chính. Và như chúng ta thấy là một cái phần ban công khá là rộng nha, và cái điểm hay của nó là cái phần ban công này rất là vuông vức, đâm ra chúng ta có thể bố trí bàn trà hoặc là sofa để ngồi ngắm cảnh ở bên phần ngoài. Và nhân em để ý là ban công và cửa chính lúc nào nó cũng đối diện nhau. Nó sẽ tạo cái sự đối lưu. Đúng một rồi. Lần nữa chúng ta thấy là cái sự tinh tế của cái người làm sản phẩm khi mà họ không chỉ tạo ra cái đối lưu cho toàn bộ các khối nhà trong dự án mà cả bên trong cái ngôi nhà của mình nữa. Điểm này cũng là một cái điểm mà khách hàng của chị họ rất là thích, vì thông thường nhiều người họ lo sợ là căn hộ của mình ở hướng Tây thì thỉnh thoảng nó lại bị nóng này kia. Đúng rồi. Nhưng mà hầu như tất cả các căn hộ của chủ đầu tư Capital Land họ thiết kế đối lưu gió nên hầu như khách hàng họ không cảm nhận được cái vấn đề đó, đúng không? Đúng và rồi, cái sự thông thoáng của cả một ngôi nhà. Hồi nãy Nhã có nói một điểm rất là hay đó, đó chính là một cái signature thứ hai, đó là khoảng không gian bếp mở, đúng không? Thì khi mà bếp mở họ rộng như thế này á thì nó tạo ra được một cái cảm giác liền mạch. Đúng rồi, nó kết nối giữa chính xác một cái khoảng bếp liền, gọi là những cái không gian liên hoàn giữa phòng khách và phòng bếp, nó mở ra cái chiều sâu không gian rất là rộng. Đó là lý do tại sao mà có thể là em với chị cảm thấy rất là thoáng khi mà bước vào cái không gian này, đúng không? Và bên đây thì cái phần về bếp á, thì về phần bàn giao chúng ta thấy là tuy là nó chỉ có một size thôi, như là one size, nhưng là một cái phần phía bên đây là bếp thôi, nhưng mà vẫn rất rộng rất và rất rộng. Là logic luôn, nghĩa là chúng ta có một cái phần tủ lạnh side by side nè, tủ lạnh cỡ lớn và trên... chủ đầu tư rất là chi tiết luôn nha, ở trong đây có display về các món ăn, các loại thực phẩm để sẵn luôn, một cái sự chu đáo tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhặt của chủ đầu tư. Một cái tủ lạnh side by side rất là lớn, dung tích lớn để phục vụ cho gia đình. Chúng ta có thể lấy đồ ăn ra để chúng ta có thể sơ chế, nấu nướng và cái phần... Đây, cái khu vực mà những người chuyên rửa chén rất là thích nè. Tại vì cái khu vực rửa chén này, hệ này họ âm ở phía dưới. Khi trong quá trình chúng ta thao tác á, đây, họ rửa. Ồ. Thì nước nó sẽ không bị văng lên. Và chưa kể là ở cái phần này á, nó rất là thẩm mỹ. Khi mà cái này nếu mà lòi lên á, thì nó sẽ mất thẩm mỹ. Yeah, và thật sự là bởi vì khi mà chị nói tới cái yếu tố này, chúng ta sẽ lại thấy là nó lại càng tôn lên cái vẻ đẹp của cái phần mà chất liệu bàn giao của cái phần mặt bếp này. Một cái vân đá rất là đẹp ha. Nghĩa là chúng ta không chỉ nấu bếp trong một cái không gian rộng rãi thoải mái, mà thậm chí nó còn thỏa mãn về cái mặt tầm nhìn và thị giác nữa, đúng không? Có cảm hứng để nấu ăn nhiều đúng hơn. Đúng rồi, rất là có cảm hứng về nấu ăn. Và thật ra thiết bị bàn giao cũng khá là ok, rất là những thương hiệu rất nổi tiếng như là Mallorca nè. Và em thấy ở đây là sử dụng hệ bếp của Hofler, đúng không, của Đức. Đúng rồi. Một cái thương hiệu rất là danh tiếng. À nhá, sẵn nói về vấn đề bàn giao thì dự án của mình là sẽ có hình thức bàn giao như thế nào vậy? Dự án của chúng ta thì ở tòa T3 thì sẽ được bàn giao hoàn thiện, còn tất cả các tòa còn lại thì sẽ bàn giao thô. Ồ, nghĩa là
chúng ta sẽ có hai option. Đúng rồi. Hoặc là chúng ta sẽ nhận bàn giao hoàn thiện hoặc chúng ta sẽ bàn giao thô. Đúng rồi. Và điều đó có nghĩa là những người mua của dự án sale rất là hay sẽ có cơ hội để có thể tự thiết kế cái căn hộ theo cái ý thích của mình. Đúng rồi. Và không thật ra thời buổi hiện nay thì không nhiều dự án họ có hình thức bàn giao thô, và phần lớn họ sẽ bàn giao hoàn thiện, thì đâm ra là đôi khi chủ nhà sẽ hơi khó khăn trong việc mà lựa chọn cái phong cách thiết kế của mình, đúng không? Nếu mà chủ nhà là một người thiết kế, làm trong ngành thiết kế thì dĩ nhiên họ sẽ muốn tự tay họ thiết kế cho căn hộ của mình theo đúng ý họ. Và đây là cái điểm ấn tượng thứ hai. Đây là một cái ý tưởng mà chủ đầu tư đã gợi ý cho người tiêu dùng, và lại một lần nữa tính kết nối giữa cái đảo bếp và bàn ăn. Yes, và thiệt sự là Nhân đã đi rất nhiều dự án rồi nha mọi người. Thì đây là lần đầu tiên mà Nhân bị ấn tượng mạnh đến như vậy về một cái không gian bàn ăn như thế này. Tại vì chúng ta sẽ thấy là cái phần gỗ của bàn ăn được nối trực tiếp vào cái phần gỗ của đảo bếp. Và nó lại là một cái sự kết hợp giữa hai cái chất liệu khác nhau, là đá và gỗ. Về xét về mặt phong thủy đúng không? Và nói thì nó là một cái sự dung hòa về mặt năng lượng giữa có hai cái yếu tố khác nhau. Và nó tạo ra cái sự kết nối rất là đẹp trong cái không gian bếp của mình. Ngay cả cái đèn cũng rất là xuất sắc luôn á. Mà nếu mà nãy giờ nói thì chúng ta sẽ thấy là hình như cái dự án Seletta hay này được lấy cảm hứng từ những cái khu rừng thiên nhiên, đúng không? Đúng, chính xác. Thì chúng ta sẽ thấy là bên dưới dự án chúng ta là một cái cảnh quan rừng thiên nhiên để kết nối với gần gũi với thiên nhiên. Thì trên phòng của chúng ta cũng vậy luôn. Từ bàn ăn, chất liệu nè, cho đến những cái phòng thiết kế về mặt gọi là trang trí cũng rất là ấn tượng. Và chắc chắn là chúng ta không thể bỏ qua cái phần loggia. Đúng rồi. Cái phần loggia này rất là rộng nha. Và chủ đầu tư cũng đầu tư đến những tiểu tiết như là ổ cắm ở khu vực loggia, là luôn có cái hộp để bảo vệ. Rất là quan tâm tới cái người tiêu dùng thật sự, là tại vì những cái chi tiết này nó là thể hiện cái sự rất là tận tâm của cái chủ đầu tư. Khi mà họ làm, họ rất quan tâm tới cái người sử dụng thật. Đó là một cái điều rất là ấn tượng. Và ở đây họ còn bố trí một cái cửa sổ nữa. Để thông gió, đúng không? Đúng rồi, không cần phải mở cửa chính. Mà chúng ta chỉ cần mở cửa sổ đó có thể thông thoáng rồi. Nghĩa là những không gian chức năng được bố trí rất rộng rãi, rất thoải mái. Tại vì thật sự nha, nếu mà những người đã từng sống ở những cái dự án căn hộ, chúng ta sẽ biết rằng là gì? Cái nhu cầu về sử dụng không gian tiện ích nó rất là quan trọng. Tại vì nó sẽ gọi là, tại vì nó người sử dụng trong căn hộ họ cần rất nhiều không gian để sinh hoạt nè, để dự trữ đồ nè, và rất nhiều cái nhu cầu khác nhau nữa. Và đặc biệt nhà mà có con nhỏ thì lại càng cần nhiều không gian nữa. Chính xác. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi tham quan những khoảng không gian riêng tư một chút nha. Em thấy hình như trong cái phần layout bên ngoài thì em sẽ là cả ba phòng ngủ được bố trí theo một trục với nhau, đúng không? Đúng rồi. Để tận dụng được view dành cho cả ba phòng. Chính xác. Cái điểm rất hay trong thiết kế phân bố cái phần layout của chủ đầu tư cái bộ layout đó chính là việc là tất cả các phòng đều có view. Mà thật ra đây thì lại không phải là phòng ngủ mà được thay đổi setup là thành phòng làm việc. Mà lại một lần nữa nha, cái hay nó là hòa mình với thiên nhiên nha, rất là nhất quán luôn. Từ cái phần mà thiết kế là một cái bàn gỗ liền rất dài nè, đến cái phần ghế, rồi thậm chí cái thảm cũng là cái vân của gỗ nữa. Và những cái hình nhỏ này cũng là hình ảnh cây cỏ. Và nếu như theo em nghĩ nha, đây giống như là cái phòng làm việc của một cái nhà thực vật học vậy á. Một cái người rất là yêu thiên nhiên luôn. Chị nghĩ không cần phải là nhà thực vật học, với chị một người yêu thiên nhiên chị cũng rất thích rồi, chứ không cần phải là nhà động thực học thôi. Và tại sao chúng ta lại thấy là một cái phòng làm việc lại rất cần thiết trong một cái căn hộ của chúng ta, và đặc biệt là khi mà cái bối cảnh mà chúng ta bắt đầu quen dần với việc làm việc tại nhà. Đúng rồi. Khi mà chúng ta làm việc tại nhà thì chúng ta sẽ hiểu rằng là một cái không gian làm việc riêng như thế này nó sẽ giúp chúng ta tập trung hơn nè, làm việc hiệu quả hơn. Mà điều quan trọng nhất là gì? Cá nhân em không thích cái cảm giác là phải có một cái bàn làm việc trong phòng ngủ. Tại vì phòng ngủ nó là nơi để duy trì cái năng lượng thư giãn nhất, để chúng ta có thể có một giấc ngủ sâu, để chúng ta có một cái sự phục hồi về mặt năng lượng. Thì đâm ra cái phòng làm việc như thế này nó sẽ giúp mình tách biệt cái năng lượng làm việc ra riêng đối với cái không gian nghỉ ngơi. Và đặc biệt là nó mang cái không khí trong lành với những cái cây xanh, khi mà làm cho mình vừa tập trung mà mình vừa thư giãn. Đúng rồi, đây là một cái ý tưởng, một cái concept thiết kế rất là ấn tượng, rất thích. Ok, và chúng ta sẽ có một cái phần toilet dùng chung. Đúng rồi. Wow. Nhưng em có cảm giác gì khi đi vô toilet không? Rất rộng rãi. Đúng rồi. Rất rộng rãi, rất thoáng mát. Rộng rãi là vì sao? Vì hệ tủ nè. Hình như cái này sạch nhất. Rất là tiết kiệm diện tích và chưa kể chu đáo luôn nha. Những cái chi tiết rất là nhỏ nhặt này rất là chu đáo, nghĩa là chúng ta không hề thấy một cái ổ điện nào bên ngoài hết. Đúng rồi. Đó, mà chúng ta có thể cất cái ổ điện này rất là tư tế, và vẫn hiển nhiên là sử dụng những trang thiết bị bàn giao rất là xịn của Hubler. Và tất cả những nhà vệ sinh đều có thông gió. Chúng ta có thấy cái phần cửa sổ để thông gió, đúng không? Và em nhìn đi, hệ tủ ở trong toilet cũng được âm luôn.
Đó là lý do tại sao em cảm thấy là rộng rãi. Thay vì chúng ta phải để kệ đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ chúng ta lại sử dụng được luôn cái phần ốp vào trong tường này. Và thực sự như phòng tắm rộng nó mang lại có chúng ta rất nhiều cái sự thư giãn khi mà chúng ta gọi là sử dụng cái phòng tắm ở đây. Rất là ok, rất là thích. À, đây là phòng ngủ dành cho chị em. Đây là một phòng ngủ dành cho một bé gái. Thực ra là không cần bé gái đâu, người lớn cũng thích nữa đó. Em nhìn em cũng thích nữa. Và chúng ta thấy là cái phần mà thiết kế bàn giao thì chúng ta sẽ có được bàn giao phần sàn gỗ nè, trong phòng ngủ tạo ra cái cảm giác rất ấm cúng, đúng không? Và chắc chắn là cái hệ tủ chạm trần này sẽ mang lại rất rất nhiều không gian để có được đồ đạc của trẻ rất nhiều. Và chắc chắn là cái giường mà áp với cái view này là đẹp không còn gì tới chê nữa, đúng không? Có một điểm rất hay chị có để ý không? Là thông thường đó nha, đối với những cái dự án mà ba phòng ngủ khác thì họ sẽ làm hai cái phòng ngủ còn lại rất là nhỏ. Tuy nhiên đối với chủ đầu tư Capoland thì chúng ta không hề có cảm giác là cái phòng ngủ này bị giảm đi diện tích một tí nào hết. Nó đầy đủ như các khả năng để thực hiện một phòng chức năng cho người lớn và trẻ nhỏ đều được. Thì đó là cái điểm rất là hay. Ê, nếu vậy thì phòng master sẽ như thế nào ta? Sẽ còn rộng nữa đó. À, ok ok, để coi thử sẽ như thế nào. Wow, thích thật luôn á. Rất là rộng luôn nha. Và có một điểm rất là hay nữa là gì chị thấy không? Là chúng ta có một cái phần hệ cửa ô rất lớn và nó giúp chúng ta tối ưu hóa ánh sáng vào phòng của mình. Chính xác. Và nếu ở vị trí này chúng ta có thể để một cái ban ghế. Một cái bench để mà chúng ta có thể nằm đọc sách thư giãn. Và ở đây thì em thích nhất cái điểm này. Mặc dù là con trai nhưng mà em rất là ưu ái đối với phái nữ, bởi vì em rất thích là cái cảm giác mà phái nữ họ sẽ có một cái bàn trang điểm của họ để họ làm đẹp trong cái căn phòng ngủ của mình. Và đó. Kế bên cái bàn trang điểm là một cái khu vực để một cái góc walking closet, đúng không? Chính một xác. Góc là phụ nữ nào cũng yêu thích hơn. Một cái góc tủ thay đồ rất là thời trang, đúng không? Nơi mà chúng ta có thể dễ dàng cất quần áo và chúng ta lựa đồ những cái trang phục của mình. Em có cảm giác là cái phòng tắm bên đây còn bự hơn phòng tắm bên kia nữa luôn á. Và vẫn có thông gió nè. Chúng ta vẫn có một phần màu sắc của gạch đá ở trong nhà vệ sinh với lại đá trên lavabo cũng tạo nên một cái cảm giác làm cho em cảm thấy phòng toilet nó rộng rãi. Và có một điểm gì đấy nó rất là chu đáo nè, chị thấy nè, cái phần mà sàn ở đây á, nó có phần nghĩa là có một cái sự chuyển đổi một cao độ ở đây, nó cao hơn và nó trượt ở đây. Vì khi chúng ta tắm á, nước trong đây á, nó sẽ không có bị văng ra cái sàn bên ngoài. Những cái tiểu tiết này cực kỳ là hiệu quả luôn mà nhiều nhà chủ đầu tư chị cảm thấy là họ chưa có quan tâm lắm á. Và thật sự nghĩa là điều này chứng minh là gì? Họ rất quan tâm tới người tiêu dùng cuối cùng. Cái sản phẩm này không chỉ có giá trị về mặt đầu tư như mình nói, về những cái tiện ích cũng như là về cái giá trị về mặt vị trí của họ, mà kể cả khi mà chúng ta đi vào cái căn hộ, cái sản phẩm cuối cùng để giao tới tay của khách hàng, thì thật sự chúng ta cảm nhận được rằng là chủ đầu tư Capoland họ làm ra một sản phẩm để trao đến tay của người sử dụng. Chính xác, bởi vì dù gì đi nữa, đầu tư đi ăn nữa thì người dùng cuối cùng vẫn là người phải sử dụng. Đúng rồi, và cái người dùng cuối cùng chính là cái thành tố quyết định lên sự thành công của một dự án. Bởi vì một cái dự án thành công là một dự án có tiền lắp đặt tốt và tất cả những người sử dụng họ cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với cái sản phẩm họ được bàn giao, đúng không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi qua căn hai phòng ngủ nha. Căn hai phòng ngủ đúng không?